ngoài trong thiên cơ á nó có miền Nam thì bị miên sang xâm lắng, miền Bắc thì như rắn mắc đầu, đầu trâu mặt ngựa lo âu, sao vàng bản đỏ rụng đầu nay mai. Rồi nó có cái bài sắm của mấy vị cho phụ là khi thua biển đảo Hoàng Sa, tức là đang nói chung cộng á, giận lây đập sập Bắc Hà Đế Kinh á, tức là nó sẽ bỏ bom Hà Nội nữa. Lúc đó cả nước Việt á không có ai là lãnh đạo hết. Thì lúc đó những người yêu nước người ta đứng lên. Có mấy vụ đó. Đầu trâu mặt ngựa lo âu, sao vàng bản đỏ rụng đầu nay mai. Nhưng mà không sao đâu, em là cái gói cái niệm em để cho mấy đại ca bển đâm đầu vô bụng em, không ai trả thù hết, tại đây em chơi với chính phủ Mỹ mà. Ông Trump là bạn em mà, cho nên nó bển nó chỉ sợ là trả thù thôi, nhưng mà mẹ dạy Phật dạy không có trả thù. Tại vì thù tới thù lui, người ta cũng có con lớn lên đây, người ta cũng đã hiểu được cái gì đúng cái gì sai rồi. Chẳng lẽ trả thù qua lại hoài à, hận qua đời này đời kia, không có. Cho nên nước Việt mình là gọi là bất chiến tự nhân thành á, là không có một giọt máu đổ. Nhưng mà phải nhờ có Kiệt lên tiếng một chút.